Ông về rồi các bác ơi. Trái Phú Núi chào các bác nhá. Hiện tại đang có chú 5 chú ong vàng. Ong chân vàng để bắt những chú ong mật ở cái đó của Trái Phú Núi bấy ở gốc cây này các bác. Mệt quá các bác ạ. Trái Phú Núi cũng không biết là tổ ong này nó về từ lúc nào cơ, đàn ong này về từ lúc nào cơ. Có vẻ khá đông ấy các bạn. Ong rừng về bắt nó bâu ở ngoài khá nhiều. Ui trời ơi, 5 con. Một con dưới này nữa, 6 con. 6 con ong rừng các bạn ạ. Rồi, Trái Phú Núi tạm dừng video ở đây là bà. Vụt chết mấy con ong vàng mới được. Đàn ong này cũng không biết về từ lúc nào rồi các bác ạ. Thấy Trái Phú Núi thấy những chú ong thợ này ra lấy phấn hoa rồi các bác nhá. Trái Phú Núi vừa xử lý xong mấy con ong rừng về bắt những chú ong mật này rồi các bác ạ. Tối nay Trái Phú Núi sẽ vác về các bác nhá. Đây các bác thấy không? Một chú ong mật đã lấy được phấn hoa rồi này. Các bác được mấy đàn rồi các bác ơi? Cùng chia sẻ với Trái Phú Núi nào. Ong rừng kéo về rất nhiều luôn. Vụt chết khá nhiều rồi mà vẫn chưa chừa. Vẫn lăm le ở cái đó này cơ. À, Trái Phú Núi sẽ zoom một chút cho các bác xem những chú ong mật này lấy phấn hoa các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Thấy những chú ong mật lấy phấn hoa chưa? Có lẽ góc quay thì cũng chưa thực sự là xuất sắc. Nên các bác thấy những chú ong lấy phấn hoa hơi khó. Đấy các bác thấy chưa? Đấy đấy phấn hoa kìa. Đấy. Như chú ong bắt đầu rút vào tổ rồi, vào trong đó rồi. Vì ở ngoài Trái Phú Núi đã canh đây rồi. Như chú ong dừng về Trái Phú Núi vụt hết. Đây các bác, Trái Phú Núi để một lỗ ở bên cạnh này, để gốc cây này. Và làm mới cái gốc cây này một chút. Lỗ vào đó ấy. Ong nó tìm dễ mà là một lỗ ở cạnh cái cây Trái Phú Núi trống đây. Có một lỗ ở bên cạnh cái cây Trái Phú Núi trống này này. Nên là nó tìm dễ dễ. Nhưng lỗ này nó hơi bị khuất một chút các bạn nhá. Nhưng chú ong nó soi kỹ nó sẽ thấy. Quan trọng là cái lỗ bên cạnh này. Nó soi theo cái gốc cây xuống thì nó sẽ thấy thôi. Trái Phú Núi chờ một chút xem nào. Ong rừng có vẫn quanh quẩn đây. Quá tuyệt vời các bác ơi, video Trái Phú Núi rừng đấy nha. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Trái Phú Núi cũng tổng kết lại đến bây giờ, hiện tại thì Trái Phú Núi mới có được 2 đàn thôi. Các bác cứ nếu thích video này thì like video ủng hộ Trái Phú Núi và đăng ký kênh, nhấn vào chuông để mỗi lần Trái Phú Núi ra video mới thì các bác vào xem ủng hộ nhá. Và các bác đừng quên comment là các bác bấy được bao nhiêu đàn ong mật rồi, cùng chia sẻ với Trái Phú Núi nhá và chia sẻ với tất cả những anh em bấy ong. Chào tạm biệt các bác.